Bây giờ chúng ta đến điểm ngữ pháp thứ hai rất quan trọng, bổ ngữ chỉ thời lượng. Họ bổ ngữ chỉ thời lượng thì nó sẽ diễn đạt thời gian tiếp diễn của động tác hoặc là duy trì. Thì cái mẫu câu á mà Kem hay nghe hỏi là gì? Tua thẳng sử gian. À, tua thẳng sử gian. Và bổ ngữ thời lượng này do những từ chỉ thời đoạn là gì? Các đoạn thời gian đó nghe, đảm nhiệm bị rủ nè. Ý khoa, chỉ khoảng một lát đúng không nào, hoặc là 30 phân钟, 半个小时, 一天, 一个星期, 一个月, 一年, 半天, 半个星期, 半个月, 半年. Thì em thấy là khoảng thời gian hết 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 1 năm. Thì những cái đó em có là bổ ngữ thời lượng. Ngoài cái sở sử là 1 tiếng đồng hồ á, thì trong bài hôm nay em sẽ gặp cái từ trung thổ. Em dùng cái nào cũng được ha. Trung thổ nghĩa là giờ tiếng. Khi mà gặp cái câu á chỉ có động từ thôi, rất là đơn giản ha, thì em có thể dùng là gì? Động từ cộng với trợ từ động thái lơ biểu đạt động tác đã hoàn thành nào, và bổ ngữ thời lượng em sẽ để sau lơ. Cô ấy đã học 2 năm nè. Tha xuệ lợ liàng nén. Tha xuệ lợ liàng nén. Cô ấy đã học 2 năm. Ở đại học thì các em đưa đại học lên tới trước nào. Tha zài ta xuệ xuệ lợ liàng nén. Họ, cô ấy đã học 2 năm ở đại học. Được không nào? Tha zài ta xuệ xuệ lợ liàng nén. Hoặc là mình sống ở Trung Quốc 1 năm, đúng không nào? Thì ở đây em thấy ở Trung Quốc ở đây đó là gì? Là trạng ngữ chỉ nơi chốn, đưa lên tới trước động từ sống nào. Wo zai Trung Quốc sheng huo le yi nian. Wo zai Trung Quốc sheng huo le yi nian. Wo zai Hồ Chí Minh Thị sheng huo le shi nian. À, tôi sinh sống ở Hồ Chí Minh 10 năm. Thì ngoài cái từ sinh của là sinh sống ra, em có thể dùng từ gì? Từ trù là ở đúng không nào? Mình ở đó, em dùng từ trù nào. Wo zai Trung Quốc trù le yi nian. Hoặc là mình mỗi ngày đều kiên trì luyện tập là 1 tiếng, luyện tập là toàn luyện 1个小时. Wo mei tian dou jian chi toàn luyện 1个小时. Mỗi ngày đều kiên trì tập luyện 1 giờ. Kiên trì là kiên trì, tập luyện là tập luyện. Nếu trong câu có tăng ngữ thì sao? Thì em thấy không? Động từ cộng tăng ngữ rồi, phải lặp lại cái động từ đó 1 lần nữa để em có cái từ lơ là trợ từ động thái này, các em phải đặt ngay sau động từ mà đúng không nào? Động từ cộng lơ cộng với bổ ngữ thời lượng thì nguyên cái cụm này giống như cái trường hợp thứ nhất. Ha, vậy thì các em nhớ lặp lại động từ. Hồi nãy mình nói nha, cô ấy đọc cả một buổi chiều, đúng không nào? Thì chúng ta có là tha khan lợ ý cơ xa ủ. Bây giờ đọc cái gì? Thì cái gì đã đọc sách, sách chính là tân ngữ. Thì lúc này các em có tha khan su khan lợ ý cơ xa ủ. À, cô ấy đọc sách một buổi chiều, đã đọc một buổi chiều các em ha. Nhớ lặp lại động từ can 1 lần nữa, rồi tới trợ từ động thái lơ, động tác đã hoàn thành rồi nè. Can lỡ tôi chẳng sử chiên, can lỡ ý cưa xa ủ. Tương tự ha, cô ấy luyện khí công 3 tiếng, luyện sẵn mơ, luyện chi công, đã chi công là tân ngữ nè. Tha luyện chi công, luyện lỡ 3个钟头, 3个小时. Đâu xin kem ha, 3个钟头, 3个小时. Cô ấy nghe ghi âm 50 phút. Ghi âm thì chính là tăng ngữ kem. Lù yên, tha thính lù yên, thính lỡ 50 phân钟, thính lỡ 50 phân钟. Hoặc là động từ ly hợp. Vì sao động từ ly hợp cô lại đưa vào trong tình huống này? Bởi vì động từ ly hợp nghĩa là động từ có kết cấu động tăng. Động là dấu, tăng là dũng. Tăng ngữ là dũng này các em. Cho nên khi mà các em muốn biểu đạt bổ ngữ thời lượng ở đây ha, thì các em bắt buộc phải lặp lại cái động từ ở phía trước. Tha dấu dùng, dỗ lợ,
ý cơ sao ủ. Nếu mà các em nói là dài quá thì các em có thể nói là gì, chỉ riêng động từ dỗ thôi, tha dỗ là ý cơ sao ủ đủ luôn, hoặc là tha dỗ 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 là ý cơ sao ủ. Tương tự ngủ là gì các em, suy chào. Vậy thì suy là động từ, chào là tăng ngữ, thì phải lặp lại động từ suy một lần nữa, tha suy chào. Say là sự cửa trung thổ, 10 tiếng đồng hồ, đã ngủ 10 tiếng đồng hồ các em ha. Tương tự nào, nhảy là gì các em, theo ủ, trong đó theo nghĩa là nhảy, ủ là tăng ngữ là vũ, đúng là nhạc vũ điệu đó. Vậy thì tha theo ủ, theo là 2 giờ, 2 trung thổ. Động từ ly hợp cũng là kết cấu động tăng, động từ và tăng ngữ, nên bắt buộc em phải lặp lại cái động từ đó một lần nữa. Nếu mà cái tăng ngữ đó là đại từ nhân xưng thì em sẽ thấy nó có sự thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ đưa cái đại từ nhân xưng nị tha tùy bạn, đại từ nhân xưng đó lên tới trước là bổ ngữ thời lượng kem mình á đã tìm bạn 1 tiếng đồng hồ. Bình thường em có là quả tráo đĩa trảo lơ đúng không nào, nhưng mà không có được ha. Trường hợp này kem để nỉ ở phía sau nè, quả tráo lơ nỉ, quả tráo lơ nỉ, mình đã tìm bạn 1 tiếng đồng hồ. Kem có đại từ nhân xưng là kem để trực tiếp động từ cộng với trợ từ trạng thái lơ cộng cho đại từ nhân xưng luôn ha. Và trong bao lâu kem để phía sau, quả tráo lơ nỉ ý cơ xảo sứ tôi bạn. Hoặc là mình đã đợi cô ấy 2 tiếng đồng hồ. Mình đã đợi 2 tiếng đồng hồ là gì các em? Quá tận lỡ lẹn cưa xào sứ. Tận lỡ sẽ à? Tận lỡ tha. Quá tận lỡ tha lẹn cưa xào sứ. Đó các em nhớ đại từ nhân xưng để sau tận lỡ. Quá tận lỡ tha lẹn cưa xào sứ. Và cái cách để mà các em nhớ cái cấu trúc này là các em lấy đúng một câu ví dụ là các em thuộc luôn. Quá tận lỡ tha lẹn cưa xào sứ, nhớ luôn ha. Quá tận lỡ tha, tận lỡ tha, tận lỡ tha là các em sẽ nhớ luôn cái cấu trúc này. Bọn mình ở đây đợi cô ấy một lát đi. 我们在这等他一块儿吧。 Đợi cô ấy một lát đi. Tận tha ý khoa bà. Nếu mà tăng ngữ không phải là đại từ nhân xưng thì cái trường hợp này các em sẽ để ý ha. Trường hợp đầu tiên các em nhớ là gì? Động từ cộng tăng ngữ, thì cái động từ đó lặp lại lặp lần nữa. Cô ấy luyện khí công 3 tiếng, tha lên chi cung lên là san cửa trung thổ. Rồi bây giờ các em đẩy cái tăng ngữ chi cung ra phía sau nè, sẽ mới số nè. Tha lên là hậu à, tha lên là san cửa trung thổ tớ chi cung hậu, tha lên là san cửa trung thổ tớ chi cung. Rồi khâu nè, nghe 50 phút nè, tha thiên lưu yên thiên là 50 phân trung. Bây giờ đưa tăng ngữ lưu yên phát ra hôn yên nè, tha thiên là 50 phân trung tớ lưu yên. Cô ấy đã nghe 50 phút ghi âm các em ha. Nếu mà trong câu á, các em thấy là nó có hai lần, cái nghĩa của nó sẽ chuyển thành cái động tác đó vẫn còn đang tiến hành. Tha xuệ là y nén kha nữ. Cô ấy đã học 1 năm tiếng Hán, học tiếng Hán 1 năm. Còn khi cô thêm lơ nữa nè, tha xuệ là y nén kha nữ là, tha xuệ là y nén kha nữ là, sao mà ý lại cho động tác vẫn còn tiến hành, nghĩa là học thì đã học 1 năm và cái lơ này để nói là sắp tới vẫn còn học tiếp, cái việc học này vẫn còn tiến hành, vẫn còn tiếp diễn nữa nha các em. Đã học 1 năm và vẫn còn đang học tiếng Hán, các em thêm lơ hai lơ đúng không các em. Ta xuệ là y nén khai ngữ lơ nhị mà nơ xuệ là chao bù tua y nén khai ngữ lơ tôi bạn, xuệ là chao bù tua y nén khai ngữ lơ. Các em thì sao, học được gần 1 năm tiếng Hán rồi, mình sống ở Sài Gòn là 8 tháng rồi. Ủa dài à, cô ấy đúng không nào? Tha zài xí cũng chu là 8 cư yue, đã sống ở Sài Gòn 8 năm. Còn bây giờ các em muốn nói là sống ở 8 năm và còn sống nữa, còn ở nữa, chu là 8 cư yue là tha zài xí cũng chu là 8 cư yue là
À, cô ấy đã sống ở Sài Gòn, sống được 8 năm rồi và vẫn còn ở đó tiếp. Anh ấy đá banh một buổi chiều. Đá banh là gì kem? Thi chú chiếu. Chú chiếu này tăng ngữ kem, đẩy ra phía sau nào. Tha thi tờ ý cửa sao ta chú chiếu. Đá một buổi chiều vẫn còn đá tiếp nè. Tha thi là ý cửa sao ta chú chiếu là. Cái trường hợp này cô gom lại hai hai cái mà cô nói nha. Khi mà trong câu có tăng ngữ này kem, có tăng ngữ á, thì kem có thể là gì? Tha xuế khai xuế là y nè là. Cô ấy học tiếng Hán học được một năm rồi và còn học tiếp bởi vì có hai l ở đây đúng không kem? Ngoài ra trong khẩu ngữ người ta sẽ chuộng dùng hơn đối với cách thứ hai này, đối với cái cách này này kem, đưa tăng ngữ ra luôn phía sau. Tha xuế là y nè khai ủy là. Thay sửa là ý niệm hao dữ là đi mất nè, sửa là tôi chẳng sử dụng hao dữ là của sửa là cho bộ tôi ý niệm hao dữ là em thử thử áp vô trường hợp của mình ha. Ha ha là ủ sử phân trung tờ số là bỏ cưa, chỗ này giúp cô ha, phân trung nó đã là lượng từ rồi bỏ cưa nè. Tha ha là ủ sử phân trung tờ số là vẫn còn đang đọc đúng không em, nhưng tơ cái tăng ngữ này kem đẩy ra sau. Còn bình thường kem vẫn đọc là tha khan su khan là ủ sử phân trung là tha thi là ý cái sao ủ ta chú chiếu là hoặc là nó tha thi chú chiếu thi là ý cái sao ủ là kem nắm được chưa, nắm được ha. Câu gom lại để kem hình dung rõ hơn ấy. Ha thì kem nếu nào ta rồi kem định lơ ngay sau động từ rồi mới tới bổ ngữ thời lượng. Còn đã xuất hiện hai lơ luôn, lơ này là trợ từ ngữ khí, ngữ khí thì ở cuối câu thì em biểu đạt là vẫn đang tiến hành. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.